79. Ủa sao biết điểm luôn? Biết điểm luôn, tại em không coi thôi. Không, tại nhóm 2 là tôi khác chứ. Nhóm mình là nhóm chế là thầy Trung đúng không? Ừ. Thầy Trung là cho biết liền. Tôi nói là mới thi xong, không biết điểm thì được. Giờ không biết có thể là đợi qua dịch thì biết. Trời ơi, đúng rồi. Thầy Trung kêu cho không ôn cho ăn đâu. Sao vậy vậy? Tôi có còn không bổ cho biết tôi dính cho ăn. Cho ăn nó có khác gì thôi vậy? Không vậy ra chứ học đồng đầu à. Còn cho ăn là phải làm bản sao? Ừ, mà làm bản sao? Nước con rồi, phải là cho xong vừa xong vậy ra gì cho ăn mà cho mỗi cái vậy vậy thôi. Là cắt cái khúc xong rồi. Hai chân nó mỏi, mỏi, hai chân nó mỏi. Cái không biết là gì hết, là tay chứ nè. Cái đó là công chí.